phần 3. Người anh bắt một cái, mình giờ đầu cái lên giống như bắt con đực thì cho nhảy. Bắt luôn con 5 ký 8. Con 5 ký 8 là con 5 ký 8 thì nó 2 mùa rưỡi đó. Anh đúng mua tròn cái mình giờ lên giống rồi giờ bắt về cho nhảy quá trời con này đó. Nói chung là mấy con 5 ký 3, con 4 ký 5 ký 3, 5 ký 8 với hàng 4 ký rưỡi, 5 ký là đẹp không. Cái tay đau bắt mấy con tròn bự là bắt không được luôn, nó nặng quá. Đây 5 ký 3. Vậy anh đâu anh cầm đi. 5 ký 3. Không được. Rồi. Quá trời ơi. Lượng bè nó lượng đôi á. Được hết luôn nè. Còn được 5 ký 3. Ôi con này nhảy ngon anh này nè. 5 ký 3. Quá trời khốn kiếp không? Quá trời tròn luôn rồi. Ghê không? Con này về là nó nhảy là cái vô ở là thôi. Quá, bắt chúng luôn. Cây ngủ đây, cây ngủ chứ. Thôi, kẹt kẹt cái gì cũng biết nữa, vô đi, gì vậy? Sống tốt cho ăn, làm ăn phát triển tốt, đẻ cho nhiều đi. Cho chị chứ mơ tái. Tao làm mướn cho bà nè. Tao làm chủ cho tao, không làm chủ. Tao làm chủ thì sợ nó đẻ ăn con đó. Đẻ nhiều cho chị, chị vui cho chị hết, không có nhàn anh đi. Lấy cái vỏ vô, giờ em lấy vỏ vô đi. Quá trời luôn rồi. Bà xách, bà thả vô trong chuồng. Rồi bà mở dây, của bà mà. Con một con bút cái phẩy lên ha. Của thằng thừa vậy đó mà đưa mà bán nuôi còn đẻ nó mới tức chứ. Vậy ở nhà là nấu cháo sẵn rồi đó. Đây để em bắt. Em bắt cái con 5 ký 8 này cho anh coi nè. Rồi để em bắt con đó sao cho anh. Tại anh này mới chiếc cho anh á. Để mấy con này mà chạy quẩy là nó nhảy hết trơn rồi. Con hai 2 mùa rưỡi rồi. Ngoài thì 7 rưỡi 8 ký không à. 7 rưỡi 8 ký ngoài nó nhảy còn cái thằng này. Rồi. 5 ký 8 này thấy hết hồn không? Đó. Còn em con nào cũng vậy chứ. Đang nhảy ngoài đó. Chưa hồi nó bỏ vô thùng. 5 ký 8 nè. Giờ thôi bắt cho anh con 4 ký 7 đi. 2 con này là nó không có đồng quyết nha anh. Con kia con này khác bố khác mẹ hết trơn á. Con 4 ký 7 này con 5 ký 3 đó là nó không có đồng quyết luôn á, khác một lông luôn. Nhưng mà cái con này với con 4 ký 2 kia thì một cha một mẹ, 4 ký 2 đầu đẳng á. Khô lắm á. Tại mình bắt mình tim mọi người cho nó hoài á thì nó biết nó thấy cái vợ nó sợ. Tim ngừa bao lâu mới tim lại chứ hả? Em 3 tháng em trúng rồi nè. À, thường tim chắc tim gì? Em tim 7 người 7 bệnh á. Nó 2 lọ pha lại đó. Mũi chính 1 lọ 94 ngàn. Mấy ngày một tươi có bán là anh vô anh nói là mua ngừa 7 bệnh gan rơi cứu chó mèo á. Người cá rơi chốt mày bị bệnh á là đoán cho mình nè. Đây, 4 ký 7 nè. Cô dai ra con. Nè ăn nha. Giá nó cu nó ướt. Trộn cô không có giá cu chứ á. Đây nè. Cũng kiếm ha, 4 ký 7. Dạ. Dạ. Gì con? Nặng không dạ? Nặng á. Con không tin. Không tin nặng mấy ký. Nè đứng xa ra, đứng gần, cầm lên. Đó, dễ đổi không? Không, 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 không,
không? Có thôi. Sợ cho tin nha. Tin chưa? Dạ tin nha. Chúng nó ăn chuồng nhau nó nặng như nhau vậy kìa. Chắc nó tập gym. Trời, cú da nổi luôn rồi. Chắc nó ăn chuồng tập gym rồi. Bắt đi tập game. Trời, cú da chắc không nổi luôn. Cú da tập cái gì? Nó chắc nổi. Tập game. Tập gym nổi như tôi. Trời luôn. Nói chứ á, mình đam mê, mình tâm huyết là mình sẽ thắng anh ơi. Lúc mà bà thấy mà nó hư mấy con là bà xanh mặt rồi đó. Không có, không có gì. Nó làm ăn là phải có thất bại mới có thành công. Dạ. Rung, rung quá không được đó. Mình đam mê là sẽ thắng. Tôi đâu có cho bà ra chạy đâu, dễ gì. Ở ngày tôi tự xử, chích thuốc, chích men thì tôi tự xử. Ra bà nắm buộc, phải gầu, bà bệnh, mất công, mất tiền. Cái gì? Đam mê thì thắng thôi. Mấy đứa con tôi ngậm còn cho ăn được. Còn bệnh 200 triệu mà không có hề hết nữa. Đủ mẹ ba không gan, cả tao nuôi tụi mày ăn học được. Tụi mày ăn học đại học, mấy cậu mày kêu cho nghỉ mà mấy mày tao không có khả năng nuôi mà tao không dám nuôi được mà. Bắt 200 triệu gì trồn gì con la quá nè. Nó không có dám làm mà nó nói dạ. Gan quá hả? Với bả là ổng gan quá. Quá. Ổng làm rồi, ổng mới bắt 200 triệu tiền tròn. Đâu phải cản được. Nhanh quá. Mà tới chừng thành công đi rồi con nó sẽ biết. Nghe anh cái ha. Ừ. Cái thành thành công đi con sẽ biết thôi. Cái con này là nó con với con lương bạn nghe anh, con lương đôi á. Chứ không phải cái con ấy à. Con lương đôi hồi nãy bắt trước á, là con đó. Nhớ đừng nữa đánh dấu, đừng nó đọc quyết. Con năm thứ ba nè. Dạ, con thứ ba là con đó đó. Đây con này là con của năm thứ ba đó. Còn hai con cái nhỏ nó có con mấy con đực này không? Không, hai cái nhỏ khác nữa, cái bố khác. Hai cái nhỏ đó là con mẹ con đực bông trắng. Hai cái đầu đẳng á. Ừ. Là con của con đực ngoại bông trắng, là con ngoại 7,5 bông trắng. Còn con kia xám xanh là khác bố nữa. Con nó là bông trắng là bố nó khoảng 7,5 á, khác các mấy nữa, mắt khác mấy nữa luôn. Hai con đực, một con 5,3 kg, một con 4,7 kg, một con cái 2,7 kg, ủa 2,3 kg, không được cái này rồi. Qua đây. Ngày hồi cái giấy để lên luôn anh. Làm giấy không? Sợ nắng hả? Kìa, giấy. Giấy. Thùng giấy chỗ sao đâu. Ồ, nắng nha cha còn mưa. Miếng thì sáng. Vậy đó, đứng tới nữa. Nắng chang chang mà mưa. Ơi, đi con. Mưa nắng mưa mưa. Là mưa nắng đó. Mưa nắng. Mưa nắng cũng biết đâu lắm rồi chấm nóng. Vậy đó. Còn về ha, về chương trình cái mát. Ai. Có mà. Tay anh ngồi thôi mới. Cuối cùng cũng được đi bơi đi game. Mắt không chạy lâu. Cũng được đi bơi rồi. Có nãy mình nói chị ấy cũng bắt nhiều mà. Dạ. Vậy là hôm nay